Tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với điểm trung bình là 9 điểm dù đã ở độ tuổi 72. Thành tích học tập xuất sắc của ông Trịnh Đức Chinh, thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Thế nhưng ít ai biết được rằng trước khi trở thành tân thủ khoa thì ông đã sở hữu tới 4 bằng đại học cùng với một bằng thạc sĩ tại Ba Lan. Không chỉ là tấm gương cho con cháu trong gia đình, hành trình học không ngừng nghỉ của ông Chinh còn là nguồn cảm hứng, động lực học tập cho thế hệ trẻ hôm nay. Năm nay thì tôi 72 tuổi, thậm chí còn gọi là có tuổi mụ là đến 73 rồi. Tôi có cái đam mê thích tiểu. Đây là cái bằng đầu tiên tôi nhận được cái bằng thạc sĩ kỹ sư điện tử học ở Ba Lan. Cái bằng thứ hai là cái bằng hàng hải. Bằng thứ ba là cái bằng kế toán tài chính. Và cái bằng thứ tư là cái bằng cử nhân luật. 4 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ. Thế nhưng ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông Chinh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Cứ đến 5 giờ 30 phút chiều, người dân con hẻm này lại thấy người đàn ông tóc bạc, vác ba lô trên vai, cuốc bộ đến trường. Cuối tháng 7 vừa qua, ông Chinh đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Với số điểm 9.0, ông trở thành thủ khoa đầu ra chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh khóa 2020. Chú không có nói đâu, mạng rồi lên rồi cũng rồi cô mới biết là chú là thủ khoa. Mừng rồi, cũng có khen. 45 cái tín chỉ là tôi cũng đã cao nhất lớp rồi. Các bạn bè cái lúc ấy là cũng đã nói luôn rồi là bác là thủ khoa rồi. Đấy. Thì tôi bảo không, tôi có học để phấn đấu thủ khoa đâu. Tôi đi học, tôi được cân bằng cuộc sống, nó vừa tăng cho mình cái sự minh mẫn và bên cạnh đó là nó bổ túc những kiến thức mà rõ ràng mình còn thiếu. Về hưu năm 2010, kể từ đó, bàn học đầy sách vở và tài liệu này chính là nơi ông Chinh gắn bó mỗi ngày. Là học viên U80, thế nên ông học cùng lớp với những người bạn bằng tuổi con cháu mình. Biết mình có tuổi, phản xạ và độ nhanh nhẹn không bằng các bạn trẻ, nên ông càng phải nỗ lực hơn. Ông Chinh luôn là người đến lớp sớm nhất, tích cực xây dựng, chia sẻ ý kiến trong mỗi môn học và cũng chưa từng bỏ buổi học nào. 6 giờ 15 thì chúng tôi bắt đầu vào lớp, thì 6 giờ là bác đã có mặt. Đấy cũng là một áp lực cho những bạn khác cũng phải đi học sớm. Trong quá trình học thì bác cũng là một người rất là tích cực trong quá trình học tập cũng như là chia sẻ những cái hiểu biết của mình với những cái học viên khác ở trong lớp. Thầy cô là ở trong cái trường này là đều ít tuổi hơn tôi. Còn các bạn cùng khóa thì rõ ràng là nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng đã đi học đều là sinh viên. Mình cũng phải như vậy là nỗ lực, cố gắng. Điều nào đó mình chưa hiểu hoặc mơ hồ thì mình xin ý kiến, mình trao đổi. Đấy. Thì mình cập nhật được rất nhanh. Đôi chân ông Chinh vẫn bước đến trường bằng tình yêu và tinh thần đam mê học tập bất tận. Tháng 10 tới, ông sẽ bắt đầu chương trình học tiến sĩ. Không chỉ là tấm gương cho con cháu trong gia đình, ông Chinh còn truyền cảm hứng, động lực học tập cho thế hệ trẻ ngày nay. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Đường đời như một cái bậc thang không có nước chốt và cái việc học không bao giờ có cái trang sách cuối cùng cả. Với tôi, còn sức khỏe là còn đi học. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi.